chị chào An Nhiên. Hôm Rồi. nay chị mời em hai chị em mình là song kiếm hợp bích. Dạ. Đây, họ nội với họ ngoại là cùng song kiếm nha, hai nữ tướng nha. Thông báo với bà con đây là hai nữ tướng ở trong nước, là nữ tướng Thái Ngọc Nhiên. Ở bên Mỹ là nữ tướng là Nguyễn An Nhiên. Hai Thôi. đứa đều đẹp như nhau. Đẹp luôn. Dạ ok, thì em có coi cái clip mà em đã coi trực tiếp lúc trưa luôn, tại vì mấy bạn ở đấu trường cũng có share cho em coi. Thì cái vấn đề là như vậy, những cô chú bác chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ thì chỉ có là võ mồm thôi chị. Đã cũng cái này đâu phải là kêu gọi lần thứ nhất đâu, rất là nhiều. Nhưng mà các anh chị nhìn xem đây, và năm 2018 khi mà các chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi biểu tình luật đặc khu, thì các anh chị hãy nhìn kỹ vào những cái sự mất mát của đất nước Việt Nam mình về tài sản lẫn con người. Và có một số em trẻ trâu bị kêu gọi, và một số người lớn cũng vậy, họ bị kêu gọi, bị cái lời ma mị mị dân và vẽ một cái bánh vẽ rất là to cho thiên đường tư bản chủ nghĩa. Đó, họ không có thấy được những cái điều mà tụi nó đã che giấu về cái an sinh xã hội, hay là về kinh tế, về thuế ở bên Mỹ. Thì An Nhiên cũng đã từng chia sẻ đến tất cả các anh chị em rồi, ở bên Mỹ có rất là nhiều loại thuế an sinh xã hội, muốn có thì mình cũng phải đi làm, mình mới có tiền rồi mình mới mua, mà mình mới có được cái an sinh xã hội tốt. Thì chúng nó mị dân, chúng nó nói qua bên này sẽ có những cái ưu đãi đó, nhưng mà cuối cùng qua bên này tất cả mọi thứ đều phải quy ra bằng cái mồ hôi lao động của con người, rồi mới có được vật chất và có được cái sự, và chúng ta phải trả giá bằng cái sự bóc lột thuế của chính phủ Mỹ. Cho nên là có rất là nhiều người dân ở Việt Nam không có biết về vấn đề đó, thì đi ra biểu tình rồi bị lao vào vòng lao lý. Đến khi bị vi phạm pháp luật và lao vào vòng lao lý rồi, thì các anh chị nhìn thấy đây là tụi nó xóa account và tụi nó lóc luôn cả tài sản của người thân của gia đình mà bị làm sai vi phạm pháp luật ở Việt Nam đó. Rồi kêu trời không thấu, kêu ai cũng không cứu. Thì cuối cùng ai là người chịu khổ các anh chị? Có phải là người dân mình không? Người dân mình vi phạm pháp luật thì phải trả giá, vi phạm pháp luật là phải chịu. Chấp nhận cái sự mà trả giá của việc làm của mình đó. Rồi các anh chị hãy nhìn vào những năm trước, cách đây 2 năm về Hồng Kông, tất cả mọi người dân ở Hồng Kông biểu tình. Các anh chị nhìn ngược lại Hồng Kông của 15 năm về trước, một đất nước rất là phồn vinh, một đất nước mà gọi là về kinh tế lẫn con người được rất là nhiều nước nhìn vào. Và Việt Nam của chúng ta lúc cái thở bây giờ chúng ta nhìn Hồng Kông chúng ta rất là khao khát, đúng không các anh chị em? Nhưng mà bây giờ Hồng Kông thua xa Việt Nam rất là nhiều rồi. Sau cái vụ mà biểu tình, các anh chị thấy nó đặt tất cả tài sản con người và tất cả mọi thứ, kể cả cái thằng thủ lĩnh nhóc con trẻ trâu đó, bây giờ nó cũng hả không làm gì được cả luôn rồi. Nó đi qua tới bên Mỹ nó phát biểu linh tinh rồi á hả, những nghị viên bên Mỹ người ta bác bỏ tất cả những cái lời phát biểu của nó, các anh chị thấy chưa? Đó là một trong những cái mà cái sai lầm của người dân khi mà cứ không nhìn thấy hiện thực thực trạng của cái những nước tư bản. Các anh chị em chỉ nhìn thấy một cái màu sáng của thiên đường tư bản, nhưng mà các anh chị em đi vào trong cái cuộc sống đó đi thì sẽ thấy nơi đâu cũng là thiên đường các anh chị. An Nhiên không có nói là ở Việt Nam là thiên đường hay ở bên Mỹ là thiên đường, nhưng mà thiên đường nằm trong lòng bàn tay tất cả các anh chị em của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta lao động, chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta lao động và chúng ta mới có được tất cả mọi thứ. Các anh chị đi qua Mỹ, các anh chị phải lao động gấp đôi các anh chị mới có, chứ không phải là ăn không ngồi rồi được hưởng tiền chính phủ. Kể cả đợt tiền vừa rồi chính phủ Mỹ cho người dân cũng vậy nữa, là những người phải có đóng thuế lao động cá nhân thì mới được, mà thuế lao động cá nhân phải thấp thì họ mới cho, còn thuế lao động cá nhân mà cao họ không cho.
phải có cái giấy thuế chứng minh mình có đóng thuế vào năm 2018-2019 thì họ mới cho những khoản tiền 1.200 cho nguyên một mùa Covid. Đó, có rất là nhiều doanh nghiệp và rất là nhiều tiệm nail, tiệm tóc và nhà hàng phở họ phải bỏ của, tại vì họ không có khả năng để mà chi trả tiền nữa, để đóng tiền building, có nghĩa là tiền nơi mà họ thuê mặt bằng đó. Đó. Thì những kẻ bây giờ nó mấy ông mấy bà bây giờ gọi điện giờ lên trên livestream kêu gọi biểu tình Việt Nam là biểu tình như thế nào? Việt Nam mình chống dịch rất là hữu hiệu rồi. Có đất nước nào như Việt Nam vừa chống dịch vừa lo cho dân như vậy hay không? Cả chính quyền, cả chiến sĩ bộ đội ra sức, và những người tình nguyện viên, kể cả người dân khi thấy chiến sĩ bộ đội làm những cái công tác thiện nguyện đó, họ cảm thấy họ ở nhà họ cũng rất là nhàn rỗi và họ tình nguyện đi làm, giống như là làm về quốc phòng, về cái gì chốt dân phòng đó, họ tình nguyện đi đến đó. Mà cái ông ở trong cái clip á lại xuyên tạc, nói là ăn uống thoải mái, sao không nhìn thấy họ thức đêm thức hôm, họ canh người dân như thế nào đó, họ đem lương thực đến từng người dân như thế nào, thậm chí họ bị người dân chửi. À, đưa lương thực ít cũng bị chửi, đưa nhiều cũng bị chửi, đưa không đồng đều cũng bị chửi. Không đồng đều lần sau không phải không đồng đều mà là thấy cái hoàn cảnh khó khăn hơn nên họ ưu tiên trước, và những hoàn cảnh mà đã đầy đủ rồi thì họ ngưng lại. Không có phải là không đồng đều, cho nên có một số người họ nhìn bên kia nhiều hơn họ lại sanh nặng. Cái đó là cái sự tham lam của người dân chứ không phải là do một cách chính quyền nào cả. Tại vì họ nhận cách chính quyền, người ta nhìn vào người ta thấy được cái hộ dân này có khả năng và họ đã hơn cái hộ dân kia rồi, cho nên san sẻ cái chén cơm manh áo cho cái người kia trước, cái người mà khốn khổ trước, đúng không các anh chị em? Cho nên là rồi cái bọn này nó lại nhìn vào nó lại đưa cái nó lại xuyên tạc cái câu chuyện đó. Đó, rồi bây giờ nó kêu biểu tình là như thế nào, trong khi á, ở bên này tụi nó sao không biểu tình? Tại sao mấy ông mấy bà Việt Nam Cộng Hòa bên này không biểu tình cho người dân của mình ở bên Mỹ đi nè? Đang bị thứ nhất á, là những cái bảng hiệu tên vinh danh của cha ông các ông á, tên đường á, đã bị tháo xuống, đã bị nghị viên Mỹ tháo xuống ở Houston và đang có chờ lệnh tháo những cái bảng ở Cali luôn. Cái tên đường Việt Nam, tên của những người mà các ông ngày xưa đấu tranh để mà được khắc tên đường ở bên Mỹ, rồi cũng bị tháo xuống. Tại sao không có chịu đi biểu tình, nói là chúng tôi đã đổ máu, đã làm nô lệ cho các người, đã dẫn các người đến để giết đồng bào tôi mới có được cái tên này, bây giờ hả các người lại đối xử như vậy, đúng không? Tại sao các ông các bà không biểu tình bên Mỹ đòi cái sự công bằng cho cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa của các người đó? Các người đang bị hà hiếp đó, đã đổ bao nhiêu xương máu, đã đấu tranh, đã tự bỏ giết luôn cả cái lương tâm của mình, bán rẻ luôn lương tâm của mình để giết hại đồng bào của mình đó, dẫn giặc đến giết hại đồng bào của mình, dẫn Mỹ đến giết hại đồng bào của mình, bắt đồng bào của mình làm nô lệ, rồi chính các ông là người đánh đập đồng bào mình đó. Rồi bây giờ các ông qua tới Mỹ, các ông đấu tranh một thời gian, các ông các bà được ghi tên đường ở bên Mỹ, đó là một cái sự danh dự mà ngày hôm nay Mỹ lại đạp cái sự danh dự của các người không dám biểu tình, các người lại đi xúi dân trong cái hoàn cảnh dịch dã như bây giờ đó. Dịch Covid là dịch toàn cầu, dịch Covid là dịch cả thế giới, cả nhân loại, chứ không riêng gì về ở Việt Nam. Đó, mà bên Mỹ mỗi ngày cả mấy trăm ngàn ca bị và bao nhiêu cái hòm, cả gần cả triệu cái hòm rồi chết vì chết vì Covid. Các ông các bà không biểu tình, không lo cái những cái ấm ức ở bên Mỹ, nơi chúng ta đang sống đây, kinh tế xuống, giá xăng cao, giá đồ ăn cao và không có đảm bảo được cái nhu cầu kinh tế cho chúng ta. Các ông các bà bên Mỹ không chịu đi biểu tình giành đòi lại những cái mà công bằng cho chính mình tại nơi đất Mỹ. Các ông chỉ biết ngồi một chỗ cào khuyến và kêu gọi người dân ở Việt Nam vi phạm pháp luật, hại bao nhiêu gia đình người dân rồi đó.
Bây giờ các cô chú ở Việt Nam đi làm những cái việc đó, các cô chú thứ nhất là sẽ lây nhiễm cộng đồng, rồi đem đến cái hệ lụy cho gia đình của mình, rồi làm cho xã hội xáo trộn, rồi cuối cùng sao? Các cô chú vi phạm pháp luật thì phải chịu những bản án của chính phủ Việt Nam, của luật Việt Nam, của luật pháp Việt Nam đưa ra. Đó, một đất nước được thì chúng ta cần phải có luật pháp nghiêm trị để chi, để mà răn đe những cái trường hợp khác. Và chúng ta cần phải có pháp trị một ở quốc gia vậy thôi, vi phạm pháp luật thì các vị cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đó. Tại sao những người đó họ không đấu tranh cho bản thân của họ trước mà lại họ lại đi xúi dục các anh chị cô chú? Tại vì các anh là những cái con chốt cờ thí cho họ, để cho họ thực hiện những cái âm mưu xấu xa đập đổ đất nước mình. Đó. Cho nên là Nhiên rất là cảm thấy thương các anh chị cô chú ở Việt Nam, tại vì Nhiên đồng cảm với các anh chị là các anh chị không tìm hiểu kỹ, các anh chị đọc báo lá cải quá nhiều. Đó. Nhưng đúng mà các rồi, anh chị hãy rồi. hãy nhìn lại vì sao chúng ta nghèo. Chúng ta nghèo là do chúng ta lười lao động. Chúng ta nghèo là do chúng ta không cố gắng. Phải các anh chị cô chú nghèo không phải do lỗi tại chính phủ, không phải do lỗi do xã hội, mà là do chúng ta không chịu cố gắng. Tại sao bao nhiêu người khuyết tật kia họ vẫn vươn lên được? Họ khuyết tật nhưng mà họ vẫn bán vé số, họ vẫn lượm ve chai, họ kiếm sống, họ không có nhận đồng tiền từ thiện. Không phải là mọi người không cho, mọi người mạnh thường quân cho rất là nhiều, nhưng bản thân của họ trả lời như thế nào? Tôi muốn được cái lòng tự trọng của đi nghe lời những kẻ chống phá để mà làm xấu xa với quê hương như vậy. An Nhiên ở bên Mỹ, nhưng mà An Nhiên á luôn luôn đưa ra những cái điều mà công bằng lẽ phải cho đất nước Việt Nam mình. Các anh chị phải nhìn vào như vậy. Đem đến cho đất nước mình một cái gì đó cống hiến cho đất nước mình. Chính phủ Việt Nam không cần tiền bạc của các anh chị đâu. Chính phủ Việt Nam chỉ cần sự bình ổn và chí thú làm ăn của người dân. Tại sao là cứ đi nghe lời tụi nó mà tụi nó có cho các anh chị được cái gì? Tại sao bọn họ không có chịu đích thân đi về tới Việt Nam để đấu tranh? Có phải là bọn họ hèn nhát hay không? Hoặc là bọn họ xấu xa bị ổi hay không? Bản thân của họ còn không đấu tranh được cho chính bản thân họ thì làm sao mà họ đấu tranh cái gì? Các vị đang sống ở một nơi mà chính phủ, bộ y tế và người dân tình làng nghĩa xóm xung quanh bảo bọc, các vị muốn cái gì nữa? Đó, bên Mỹ đâu được cái điều đó đâu. Bên Mỹ không bao giờ được cái điều đó. Bên Mỹ chỉ nhận cái sự ghẻ lạnh. Khi các vị không có việc làm, các vị sẽ là người chết đầu tiên. Không có việc làm, không xin được cái gì cả. Thậm chí mượn 100 đô cũng không bao giờ có ở nơi đất Mỹ này. Cho nên á, phải tự nhìn nhận chúng ta đang làm gì. Nếu các anh chị cô chú cảm thấy mình bị thu thiệt thì phải nhìn nhận lại, phải nhìn lại cái chặng đường của chúng ta. Chúng ta có cố gắng trong cái lao động của mình hay không? Xã hội luôn cho các bạn ở Việt Nam, luôn cho các bạn các anh chị cơ hội. Ở bên Mỹ không có cơ hội. Bên Mỹ cái gì cũng phải qua bằng cấp, cái gì cũng phải thi thồ và phải có cái bằng. Còn ở Việt Nam các vị vẫn có thể bán một quán cà phê kiếm tiền. Thì bây giờ đó chị thấy nếu như mà tụi nó nói kêu gọi biểu tình vậy thì á, các anh chị kể cả chị cũng vậy nữa. Chị hỏi tụi nó là đi biểu tình đòi lại công bằng cho các người ở bên Mỹ chưa? Thứ nhất là công bằng là sao? Là ngày xưa cha ông của họ và chính bản thân của họ
cũng đã làm tay sai cho Mỹ để mà bán luôn cả lương tâm lẫn danh dự, đánh giết đồng bào mình, rồi cố gắng làm sao rồi đu càng qua bên Mỹ đó hả, đấu tranh được được ghi tên đường ở bên Mỹ đó, rồi bây giờ làm sao mà hả sống ăn ở như thế nào mà để cho họ tháo luôn cả bảng, những cái bảng tên đường đó hả của những người đó xuống đó. Vậy thì hỏi những mấy người đó đi đấu tranh đòi lại công bằng cho bản thân của họ tại nơi đất Mỹ chưa đó. Hỏi họ làm được những cái điều đó chưa, rồi á nói tiếp bản thân của họ ở bên Mỹ á, còn bị á, hả bất công mà họ đi nói ai hả đó. Rồi những người mà bị trả về bao nhiêu 10.000 người bị trả về Việt Nam, đấu tranh cho những người đó đi, những người đó đã sống ở bên Mỹ ít ra thì tuổi trẻ của họ cũng đã làm, cũng đóng góp cho nền kinh tế Mỹ đó, rồi bây giờ bị trả về Việt Nam, tại sao không đấu tranh cho những đồng bào đó đi đó, kêu họ đi biểu tình nè, đòi lại công bằng cho người dân Việt Nam tại Mỹ nè, đúng không? Đòi lại cái những cái tên đường á mà họ đã bỏ xương máu xuống để giết đồng bào Việt Nam mình, họ mới có được cái tên đường tại Mỹ đó. Họ cố gắng bao nhiêu để có được cái tên đường tại Mỹ, họ hy sinh bao nhiêu đồng bào Việt Nam mình, bao nhiêu triệu đồng bào Việt Nam mình đó để có được cái tên đường tại Mỹ, bây giờ hả chính phủ Mỹ lại bỏ xuống làm sao đó, kêu họ đi đấu tranh cho bản thân họ trước đi đó. Đấu tranh như cho bản thân mình còn chưa chưa được nữa mà đi xúi dân Việt Nam, trong khi dân Việt Nam hiện tại bây giờ họ đang á hả vừa chống dịch vừa sống hả chống chọi bao nhiêu cái khó khăn, nếu như không làm được gì cho đất nước Việt Nam mình á thì đừng bao giờ mà chĩa mỏ về đó. Còn á hả ở bên Mỹ chính quyền Mỹ có đi vào để mà cứu dân giống như ở Việt Nam hay không, chính phủ Mỹ đưa quân số ra gì là một lẽ nó đến đó, nó đến nhưng mà nó có làm tất cả mọi thứ cho mình hay không. Bao nhiêu người ở Việt Nam á, người Việt Nam ở Mỹ bị trộm vô nhà đó, rồi cảnh sát đến có tìm ra cái thằng ăn trộm đó chưa, có vụ nào tìm được cái thằng ăn trộm đó chưa, hay là chìm xuồng luôn, tại vì không có tiền để mà mướn luật sư để làm những cái việc đó thì làm sao mà tìm ra được. Cho nên là đừng có nói là Việt Nam bất công, tại nơi nước Mỹ các vị đang sống bất công mà các vị vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đó. Các vị chịu nhục, các vị sống hèn với lại giặc mà ác với dân là các vị đó đó, hèn với lại bản thân mình tại nơi mình đang sống, và ác với dân là ác với đồng bào ở Việt Nam mình, các vị ác, các vị lôi. An Nhiên ơi, em tiếp lời của anh Khánh Nguyễn à, anh nói là ở Mỹ có được tặng nhà không chứ ở Việt Nam là có được tặng nhà nha. Em nói cái phần đó tiếp với anh Khánh Nguyễn đi, anh Khánh Nguyễn nghe cưng Chị nghe được tặng rõ. nhà nha. Anh Khánh Nguyễn anh nói là ở Mỹ làm gì có được tặng nhà, mà ở Việt Nam người nghèo là bán vé số ngàn trăm ngàn mà được tặng nhà đó, Được tặng những mạnh căn thường nhà quân tình tặng nghĩa đó. đó. Dạ, cái đó là ở ở ở bên Mỹ không bao giờ được tặng nhà nha chị. Ở bên Mỹ được kéo nhà thì có chứ được tặng nhà gì chị. Ở bên Mỹ được Đó thì kéo nhà. em giờ mà em thấy là em là người Việt em về nước hoài, em thấy đó, bây giờ nhà ở trong nước mình á, những người nghèo đúng không, những người Dạ. nghèo lao động nghèo mà không có tiền cất nhà hay xây nhà gì đó, là ở quê mình đó là có đất rồi đúng không, bắt đầu là nhà của những người mà gọi là gì ta, gọi là những người gọi là nhà nhà gì nhà những nhà hảo tâm, những nhà hảo tâm, những nhà hảo tâm là cắt nhà cho những người nghèo, nhưng mà ở Mỹ có cắt nhà cho người nghèo đâu,
Nhà tình ở nghĩa, Mỹ kéo nha, nhà tình thương, Việt Nam đầy rẫy. Ở Mỹ không có tặng nhà mà là ở Mỹ có kéo nhà chị. Ở Mỹ có chương trình kéo nhà nha, chứ không có chương trình tặng nhà nha. Đấy, em chia sẻ cái phần đó đi. Nhà tình thương ở Việt Nam mình là tất cả, ở trong nước mình tất cả là từ tỉnh nào bất cứ hết 63 tỉnh thành trong nước đều là những người nghèo có nhà tình thương hết. Đó. Đúng không anh chị? Đúng. Ở Mỹ thì có chương trình kéo nhà chứ không có chương trình tặng nhà chị ơi. Đó. Nó có là như này. Nó có cái điểm này là nó cho những người mà nghèo, thu nhập thấp rồi giống như là không có chồng mà có con á. Đó, rồi thu nhập thấp không đủ nuôi con á thì nó cho vô một cái khu gọi là housing. Đó thì cái căn nhà đó nó sẽ trả 80% giống như cái chị Jennifer Nguyễn ở dưới này nói đó, là đúng đó, là còn 20% với lại tiền điện nước là cái người mẹ đơn thân đó họ sẽ trả. Nhưng một điểm là như vậy, những nơi mà nó đưa đến là những nơi rất là phức tạp, chúng ta không được lựa chọn. Tại sao? Có nghĩa là những nơi đó là những nơi tụi Mỹ đen và những thành phần mà sắc tộc khác nó ở hầm mà lằn trong đó, và những người gọi là tệ nạn xã hội ở trong đó. Ở xung quanh đó chúng ta không được lựa chọn cái khu nào nha, nó đưa khu nào mình phải ở khu đó, mà mình không ở thì thôi, thì mình không có được ở. Đó là như vậy. Thì khi mà chúng ta ở đó đồng nghĩa là chúng ta đang đối diện với cái sự nguy hiểm với chúng ta. Đó. Có nghĩa là những cái những người ở xung quanh đầy đủ thành phần hút chích rồi giang hồ giang gì đó có đầy đủ hết, gái ghiếc có đầy đủ trong đó hết, và những người rất là hung tợn nghèo rồi đầy đủ hết ở trong đó, thì các anh chị nào dám ở đó ở khu đó không? Đó. Cho nên là khi mà nó đưa như vậy thì những người thuần túy, những người mà am hiểu và những người sợ thì người ta sẽ không có ở đó. Còn những người nào gọi là liều lĩnh quá luôn rồi mới chui vô đó ở, mà chui vô đó ở rồi thì một thời gian thì cũng sẽ sống theo cái cách sống của những người trong cái khu đó thôi, rồi cũng biến hóa cái bản chất con người của mình thôi. Đó. Chứ không có phải là chúng ta được lựa chọn, không có được lựa chọn nha các anh chị. Còn ở Việt Nam, những người nghèo, những người mà khốn khổ, những người cực khổ, thì thứ nhất là an nhiên chứng kiến, an nhiên thấy nha, là tổ dân phố và phường họ sẽ trích ra một số quỹ, một số tiền quỹ họ bỏ ra, rồi mạnh thường quân bỏ ra thêm một ít nữa và xây cái căn nhà tình thương đó cho người nghèo. Đó là cái này là an nhiên chứng kiến và an nhiên đã từng đến để mà thấy cái căn nhà đó, do người bạn của An Nhiên kêu gọi và Nhiên có gửi tiền về để làm cái công việc đó, góp một chút xíu thôi, không có nhiều. Nhưng mà bạn của An Nhiên có kể đó là sự chung tay của chính quyền địa phương và những nhà hảo tâm để làm cái căn nhà tình nghĩa đó tặng cho cái người đồng bào đó. 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 Còn ở bên này á, các anh chị á, nghèo thiệt là nghèo, chúng ta được gọi là, nhưng mà phải điền đơn, điền tới, điền lui, điền xuôi, điền ngược, chứng minh đủ thứ ABC các kiểu hết các anh chị. Mình phải chứng minh, mình phải đi những cái điều đó, nó rất là tốn thời gian và gọi là nhục luôn đó. Đó, phải điền đơn, phải chứng minh là income thấp rồi, nghèo khổ đến mức độ nào đó, mình phải khai khổ, khai tùm lum hết, rồi phải chờ đợi nó xét duyệt, chờ đợi ngày tháng này nọ khác kia, rồi đến một lúc nào đó gọi là phải xếp hàng luôn á, rồi mới tới phiên mình, tới phiên mình rồi mới được cái đó, mà nó phải nó thảy mình vô cái khu mà hả hút chích rồi cướp bóc cái kiểu đó, thì các anh chị dám ở hay không? Tất nhiên là không dám ở rồi. Nhà chị nói thêm nè, ở Việt Nam mình có nha, mỗi năm là có nhà tình, không phải là mỗi năm nữa, nhà tình thương thì hầu như xây dựng đều đều, còn nhà đại đoàn kết á, đại đoàn kết á, tới mỗi năm mà đại đoàn kết gì đó, là đại đoàn kết dân tộc đó, là hầu như mỗi một địa phương có, địa phương này có tặng cho họ những 50 căn nhà cho hộ nghèo. Đại đoàn kết nha, đại đoàn kết dân tộc, có năm nào đại đoàn kết là cũng có địa phương nào cũng có trao tặng nhà nghèo, nhà cho bà con nghèo hết đó. Đó, còn nhà tình thương là những nhà hảo tâm. Những nhà hảo tâm như anh chị em chúng ta, người hồng vô 1 triệu, 500, 200, 100 ngàn, người mua ton, người mua lá, người cho cây, đó là nhà tình thương. Còn nhà đại đoàn kết là đại đoàn kết dân tộc, đó là
tất cả mạnh thường quân hùng tiền lại rồi nó cho khu phố đó rồi xây nhà các nhà cho bà con nghèo, đó là nhà đại đoàn kết khác, còn nhà tình thương khác nữa nha anh chị. Đúng rồi, năm đại đoàn kết là nhà nước là có một cái xã hoặc một cái ấp đó là 50 căn nhà, hầu như năm ngoái như đi dự đại đoàn kết là các cố nhiên là trao 50 căn nhà cho bà con đó. Đó, có chỗ thì 10 căn, có chỗ thì 10 căn, có chỗ thì 2-3 căn. Nói chung chỗ nào nhiều nhà, nhiều hộ thì cho nhiều. Đó, còn nhà tình thương ở đây là tất cả mạnh thường quân, như là tất cả mọi người, anh chị em chúng ta, người hùng vô, người được 8 triệu đi, người thì đi mua tôn, người thì có cây, có gỗ thì cho cây, cho gỗ vậy đó. Người có đất, người cái người mà nghèo đó có đất đầu chỉ cắt xây cho người người đó thôi. Đó rồi, là như vậy ở Việt Nam mình là vậy. Bên quân sự thì có nhà tình nghĩa đồng đội. Các anh chị thấy đó. Còn ở bên giá thành ở bên Mỹ bây giờ chị biết không, một chai nước mắm đó chị Nhiên, một chai nước mắm thôi lên tới 8 đồng mấy 9 đồng, có nghĩa là khoảng chừng 200.000 tiền Việt Nam một chai nước mắm. Giá bên này bây giờ giá đồ ăn rất là cao chị, giá đồ ăn rất là cao. Mà mấy người ở bên này tại sao không đi biểu tình để mà thứ nhất là giá lên cao cái kiểu đó, chúng ta mọi người mấy người đó cần phải biểu tình, cần phải kiến nghị lên cho chính phủ Mỹ thấy tại sao tất cả mọi thứ đều tăng cao mà lương không tăng. Dịch Covid lẽ ra phải giảm giá cho người dân, ngày lúc trước á là một chai nước mắm là 2 đồng mấy 3 đồng thôi, 2 đô mấy 3 đô, bây giờ lên tới 8 đô mấy 9 đô. Cái này là cái sự lạm phát và gọi là quan năm nè. Mình đã không giúp cho dân rồi mà mình còn tăng giá nữa. Cái này giá này là giá của chợ Việt Nam đó chị, chợ Việt Nam tăng đó. Vậy thì có nghĩa đồng bào ở trong hay không? Đó, thứ nhất là chúng ta sống ở một cái đất nước thiên đường nhưng mà không có được một cái nghĩa đồng bào giống ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam á, dịch Covid xảy ra, người dân san sẻ đồ ăn thức uống cho người dân khác. Chị thấy chưa? Nó chê bai đồ Việt Nam là bây giờ nè, Nhiên cũng uống. Chị thấy em uống không? Đó, cà phê Trung Nguyên, cà phê Nescafe Việt Nam. Chê bai Việt Nam nhưng mà bảo đảm với chị là 100 hộ, 1 triệu hộ, 1.000 hộ Việt Nam ở bên này á, 1.000 gia đình Việt Nam bên này là xài hết 1.000 hộ Việt Nam, họ đều sử dụng cái cà phê của Việt Nam mình như vậy. Đây có phải là cái thành quả? À mà chị hỏi nè, Nhiên ơi. Dạ. Nhiên, cho chị hỏi nè, tất cả những người chống cộng ở bên Mỹ đi, nó họ đi một số người chống cộng bên Mỹ á là họ chửi Việt Nam á, là rồi họ nói là Việt Nam và tàu cộng này kia đó. Chị hỏi là chửi Việt Nam mình trong nước đồ gì á, những người đó hiện nay bây giờ là xài đồ Trung Quốc tại nước Mỹ hay là xài đồ Việt Nam mình? Xài đồ Trung Quốc và xài đồ Việt Nam luôn cả. Hầu như ở bên đó là đồ của người tàu cũng nhiều lắm đó. Ừ. Chị, bên khu phố ở Cali đó, có khu Chinatown đó, Cali là hầu như là 90% là đồ tàu luôn đó chị. Nhưng hơn 90% luôn á, ở Cali đó. Nó có nguyên một cái khu phố Chinatown hùng mạnh ở bên đó luôn mà. Chị thấy kể cả chợ Việt Nam Phước Lộc Thọ nó cũng nhờ Nguyễn nãy giờ đưa pháo cho em đó. Có nghĩa là chị đồng tình với lại là cái căn nhà Houston ở bên Mỹ là toàn là dân tạp nham ở không đó, thì nó đưa mình vô rồi mình mấy người đó phải một là ở, hai là không thôi chứ đâu có quyền lựa chọn đâu đó. Cho nên là em thấy thời gian gần đây có rất là nhiều anh chị em Việt kiều á, An Nhiên cảm thấy rất là ấm lòng là như vậy, là chúng ta đã hiểu ra được sự thật là chúng ta đã bị những người ở bên này, chúng ta ở đúng không chị Jennifer, là chúng ta bị những người ở bên này, thứ nhất là khi mà chúng ta không có cái gì thì chúng ta bị những người ở bên này lấn áp và cướp đi cái quyền tự do ngôn luận của mình. Cho nên nó là chị Jennifer thấy là An Nhiên vì sao giống mặt là như vậy, là những người ở bên này cướp đi cái quyền tự do ngôn luận của An Nhiên, họ cướp đi luôn cả cái quyền mà dân chủ của An Nhiên luôn. Cho nên là An Nhiên cảm thấy cái tấm lòng của mình đối với quê hương đất nước của mình mà mình không có thể nào mà mình ra diện ra mặt được là như vậy. Chính họ đã cướp đi cái quyền tự do ngôn luận của Nhiên, đúng không? Đúng không chị Thắng? Ngạc nhiên, có nghĩa là ví dụ như họ thích chế độ Mỹ thì kệ họ, họ thích cuộc sống bên này kệ họ, nhưng mà em yêu đồng bào, em yêu quê hương em thì cái đó là quyền của em.
Nhưng mà tại sao em phải giấu mặt, tại Đúng sao em phải vậy. giấu thân thế? Tại vì khi họ biết được họ sẽ làm tổn hại tới em, và họ không cho em được yêu quê hương, họ không cho em được yêu đồng bào. Đúng rồi. Tôi nghĩ là họ đã bịt miệng em, Đúng rồi. họ đã khóa Đúng. mỏ em, đúng không?